Nơi chúng mình nè, cho nên một đêm say khỏi cu là thêm một cú chập lở tao tí tiền cứ lộn hơ cứ xe tí tiền cho cái dùng cam hổ nó tí tiền thế rồi khỏi cu nè. Sao bị nói gì là muốn dấu ô can bị nói chỉ một cú là thế một trò chuyện khởi sáng nói một cú đỏ kia cho sạch cú này ta thở nữa cú mà hay đi chứ giờ chẳng được bao nhiêu một cú mà sai à hả cú dùng nó này lúc khổ cú tiêu mất chỉ nó ở đây chỉ cho nó chỉ cho bừa bừa cho xảy ra tiền là nó hại đi một nhiệt tà luôn cú này phải ơi một nhiệt nhưng mà nó chỉ sọ thì sọ lúc tiêu lúc khổ là ô xí xía thì ta cho cái xe cú bé là thú cho tôi bật đi là cho vậy nè tiền hài ngư ở tái nè mong muốn được trở nhẹ thì mong tiền tôi cứ cố tồn tại nữa để bên sáng là rõ rõ rồi hôm nay khi mà tôi lại được một con xe tôi gặp lại là nhìn nói à tao 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 này đi ra sẹn này 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 vừa ra sẹn này nào thôi thôi từ không gì để cho nó cháu đu buôn là chân đu này thêm một cháu bây giờ lẩu làm đòn đau rồi cho sẹn này sẹn luôn là muốn cho chết bị nào nhưng mà tao làm thì chỉ mua này chứ là chậu một tao chỉ mua cho tao chỉ là thi không có được rất to nè cho nên chỉ mua nhưng mà mua chụp bây giờ nó có sứ ờ giờ lúc khó lo lo rồi lúc khó chỉ to to nhìn đĩa rồi nè nhưng đạn chỉ tiêu bọc nó thôi chứ như lúc học cô một cú chụp bọc nó lại thế nè đọc tiền sao thì nó chỉ thầm mặt sao chúng có thể tiêu cho nên tôi chạy cho khó bí lù nó ốp bí lù bột tỏ xa xuống nó mua đọc tất tất phở chú phải